Có anh chị đang gặp tình trạng đau đầu gối, phong thấp, đau nhức xương khớp, cũng chúng ta nhà có cái cây này rất là nhiều, chúng ta hãy lấy ngay về dùng nha. Đó là cái cây gọi là cây lá lốt. Lá lốt thì rất là nhiều, nó là một trong những cái thực phẩm ăn hàng ngày của chúng ta. Có anh chị ở nông thôn chúng ta trồng rất nhiều, hay là cháu ở nông thôn cây này nó nan rất là nhiều luôn mọi người. Có anh chị ở thành phố chúng ta, cháu Huân thấy là có anh chị cũng trồng rất là nhiều. Nhưng mà đôi khi là mình chỉ dùng để làm món ăn thôi. Một trong những cái món ăn cũng rất là tốt cho xương khớp đó là món chạch cuốn lá lốt này, món lá lốt xào với cà này, rồi là món gì ạ, chả lá lốt này, rồi rất nhiều món ăn khác nữa, thịt bò cuốn lá lốt này, rất nhiều những cái món ăn ngon mà lại tốt xương khớp. Và ngày hôm nay trong video ngày hôm nay Huân đã chia sẻ cho các bác chị một cái trong những cái cách để chúng ta chữa vấn đề đau đau đầu gối, đau lưng hay là đau nhức các khớp, đặc biệt là phong thấp các bác chị nhá. Cây lá lốt là một trong những cây mà hỗ trợ việc đau lưng, đau nhức xương khớp rất là tốt. Nó có tác dụng là khu phong trừ thấp. Đấy, và đặc biệt là trong những cái trường hợp mà chúng ta lạnh thì đây là một cái cây mà nó có tính ấm, trừ hàn cực kỳ hay các bác chị nhá. Thì đầu tiên là mình sẽ chuẩn bị cho cháu khoảng tầm 100 g, 100 g cái lá lốt tươi, sau đó đem về sử dụng các bác chị nhá. Nếu các bác chị không có thì chúng ta có thể là chúng ta mua loại khô cũng được. Khô thì để chúng ta đun uống hàng ngày. Thế còn nếu mà chúng ta gặp tình trạng đau nhức mà chúng ta có thể lấy tươi dùng hàng ngày và dùng thay các món ăn cũng rất là tốt các chị nhá. Đấy, bây giờ thì Huân sẽ lấy 100 g lá lốt và Huân sẽ hướng dẫn các bác chị cách làm. Và Huân sẽ làm một cái bộ sưu tập những cái video về cây lá lốt, chia sẻ các bác chị những cái món ăn, những cái bài, những cái phương pháp từ cây lá lốt này giúp các bác chị hết đau nhức xương khớp nha. Đừng quên hãy đăng ký kênh, chia sẻ video này đến cho bà con của chúng ta, chia sẻ cho người thân, người nhà của mình, chia sẻ những con người đang đau nhức xương khớp ở ngoài kia, họ có được những cơ hội biết được những cái phương pháp hay, những cây thuốc quý của bác chị nha. Đầu tiên là mình sẽ lấy khoảng tầm 100 g cái lá nốt này. Chúng ta có thể lấy cả thân, lá và rễ của bác chị nha. Đấy. Cây lá nốt thì có tính ấm mọi người ạ. Đấy, đây nha. Chúng ta sẽ lấy khoảng 100 g đây. Đấy, lấy khoảng 100 g cái lá nốt tươi. Đấy, các bác chị đem về, chúng ta chuẩn bị thêm cho khoảng tầm 10 g gừng tươi, 10 g muối ăn. Sau đó thì Huân sẽ hướng dẫn chi tiết của anh chị cây làm nha. Đừng quên hãy đăng ký kênh Thảo Dược của anh ta, là một cái kênh và chia sẻ cho anh chị rất nhiều các cái bài phương pháp dân gian, những cái cây thuốc hay, bài thuốc quý và những cái rất nhiều những cái lời khuyên hữu ích về sức khỏe để giúp các anh chị khỏe mạnh hơn, vui vẻ hơn mỗi ngày. Và bây giờ Huân sẽ đem về hướng dẫn các anh chị chi tiết cách làm nha. Sau khi đem về các anh chị hãy rửa thật sạch cho Huân nhá. Đây cái rễ của nó rất là tốt nên các bác chị có thể lấy cả rễ luôn nhá. Đây là gừng nha các bác chị nhá, chúng ta sẽ đập dập và mình sẽ thái nhỏ ra. Lấy khoảng tầm 10 gram thôi ạ. Tiếp theo là cây lá lốt chúng ta sẽ thái nhỏ ra khoảng tầm 3 đến 4 cm. Sau đó mình sẽ cho xoong và đun lên nhá. Qua chị tôi cho toàn bộ vào xoong nhá. Mình sẽ cho khoảng tầm 1,5 lít nước nữa, mình sẽ đun lên. Sau khi đun khoảng tầm 15 đến 20 phút nó sôi lên, qua chị đun thêm cho cháu khoảng tầm 5 phút nữa nhá là nó sẽ được. Mà mình sẽ cho thêm khoảng tầm 10 g cái đường phèn vào trong này luôn, đun cùng luôn các bác chị nhá. Sau đó thì mình sẽ bắc ra, mình chắt ra cốc cho cháu là ngày nó uống khoảng tầm 1,5 lít nước nhá. Đấy, những ngay trường hợp mà đau nhức này, hoặc là những cái cô bác chị nào mà đi đi đám về này, nó lạnh này, chúng ta dùng cái bài này rất là hay. Chỉ cần mỗi lần làm chúng ta dùng một cốc thôi. Đấy, một ngày làm một lần như này và uống trong ngày. Một tuần chúng ta có thể làm khoảng tầm 3 đến 4 buổi các bác chị nhá.
Thì tình trạng đau nhức xương khớp, đau đầu gối sẽ cải thiện rất là tốt đấy ạ. Đấy, và bây giờ thì mình đã chắt được cốc, mình dùng thôi các bác chị nhá. Sau đó các bác chị chắt được cốc này cho cháu nhá, và chúng ta uống. Thì một tuần các bác chị làm cho cháu khoảng tầm 3 đến 4 buổi nhá. Tình trạng đau đầu gối, đau lưng này, hoặc là những cô bác chị nào hay đi đám này, lạnh này, nó dùng cái bài này rất là tốt nhá. Đấy, đau đầu gối, đau lưng sẽ cải thiện rất tốt đấy ạ. Và đừng quên cháu là Lương Y Huân. Hiện tại Huân đang làm trong lĩnh vực đông y. Cô bác chỉ cần hỗ trợ gì, cần giúp đỡ gì, có thể cho Huân biết bằng cách là bình luận phía dưới video này. Và đừng quên hãy đăng ký kênh Thảo Dược Anh Ta và chia sẻ video giúp Huân để có thể lan tỏa yêu thương đến cho cộng đồng ra nhé.